chào tất cả mọi người. Trong cái lô hàng về đợt này của Ngọc Hạo thì trong đó Hạo có được một đôi loa bút xeo cỡ lớn duy nhất. Và cái đôi loa này thì nó thuộc trong cái series mà cực kỳ cao cấp của thương hiệu JBL mọi người. Đó là nó thuộc cái series Professional, là một cái series mà cực kỳ nổi tiếng và rất là cao cấp ở trên thị trường luôn mọi người. Cái series này ấy, là nó xét chung với những cái dòng trầu bạc, đó là 430, 4343 và 4344 của hãng nha mọi người. Và khi nhắc đến những cái dòng này thì tất cả các bác các anh biết là nó cao cấp cỡ nào rồi. Và cái model ngày hôm nay của Ngọc Hạo được mệnh danh là một cái bản thu nhỏ của 4343 và 4344, đó chính là 4301 nha mọi người. Tất cả các bác các anh để ý, đợt trước thì Ngọc Hạo về, năm trước đó, Ngọc Hạo về có hai đôi 4301B và có rất là nhiều bác và anh gọi tới cho Ngọc Hạo mua thì hết hàng. Và đợt này sau một năm thì Ngọc Hạo mới về lại được một đôi, đó là 4301. Thì 4301 và 4301B thì nó về cấu hình và chất âm của nó thì nó cũng không có khác biệt gì hết mọi người. Tại vì mọi người biết á, là vào những năm đầu những năm 80 á, thì hãng loa JBL của Mỹ họ đã dựa trên cái cấu hình cao cấp của những cái dòng loa đồng bạc thuộc cái series Professional như là 4343, 4344 để mà nghiên cứu cho ra đời hai cái model, hai cái dòng loa kiểm âm hướng tới những cái phòng thu cao cấp trên toàn nước Mỹ, đó chính là 4301 ngày hôm nay Ngọc Hạo gửi tới cho tất cả các bác các anh và 4301B đợt trước Ngọc Hạo về nha mọi người. Và đây cũng là hai cái model mà được lựa chọn hàng đầu ở những cái phòng thu cao cấp vào những cái năm 80 của nước Mỹ nha mọi người, của hãng JBL, là mọi người biết là nó đẳng cấp và nó cao cấp đến cỡ nào. Tại vì mọi người biết á, để mà lựa chọn một cái cặp loa mà làm cái loa kiểm âm trong phòng thu, là một cái cặp loa đó là nó phải thật sự là nó rất là khắt khe và xứng tầm. Tại vì một cái bản nhạc khi mà người ca sĩ người ta thu âm xong để mà người ta lựa chọn một cái loa nào đó, nó tái hiện lại cái âm thanh của cái bản nhạc đó làm sao để mà khi mà mọi người nghe chúng ta có thể nghe mà nó chính xác, để chúng ta có thể chỉnh sửa cái bản nhạc đó trước khi mà phát hành cái album ra thị trường. Đó thì mọi người biết là một cái lựa cái cặp loa mà được lựa chọn là một cái cặp loa phải rất là khắt khe và cực kỳ xứng tầm. Và cái cặp loa ngày hôm nay 4301B là một cái cặp loa mà được lựa chọn nhiều nhất trong những cái phòng thu cao cấp của nước Mỹ vào những cái thập niên 80 nha mọi người. Đó, vào những cái thập niên 80 nó được lựa chọn nhiều nhất. Và ngày hôm nay trong cái lô hàng của Ngọc Hạo về có một đôi trong tình trạng cực kỳ đẹp luôn. Và cái mức giá ngày hôm nay Ngọc Hạo gửi tới cho tất cả các bác các anh một cái mức giá mà rất là tốt luôn mọi người nha. Đó, thì bác và anh nào mà đợt trước á, mọi người lấy không được cái dòng mà 4301B á, thì đợt này mọi người gọi cho Ngọc Hạo để lấy cái 4301 nha mọi người. Thì về cái ngoại hình cấu hình gì Hạo thấy cũng không có khác biệt gì hết mọi người. Đó, và trong cái lô hàng của Ngọc Hạo chỉ có một đôi này, mọi người thấy cái lưới của nó này. Đó, cái lưới của nó cũng sẽ thiết kế, tại vì nó thuộc cái series này. Đó, cái series Professional series là cái series này là cực kỳ cao cấp của hãng luôn mọi người. Và đây là cái dòng mà kiểm âm nữa, thì nó thật sự với mọi người là chúng ta nghe cái chất âm của nó rất là đáng để chúng ta nể phục. Tuy là một cái loa bút xeo thôi, nhưng mà cái chất âm nó thật đáng để chúng ta phải nể phục, phải siêu lòng trước cái chất âm của nó luôn đó mọi người. Đó, mọi người thấy cái cấu hình chưa, cái lưới của nó thì về nó rất là đẹp. Chúng ta thấy là cái lưới của nó là xanh xanh y chang những cái dòng mà 4343, 4344 đó mọi người. Và trên cái lưới này nó sẽ có cái dấu tem đóng gì ở trên đây, ở ngoài này Hạo thấy cũng có này. Đó, mà trong này Hạo thấy cũng có một cái tem đẫm gì đó. Và cái khung này cũng là cái khung mà cái khung gỗ và cái khung của nó luôn á mọi người này. Cái lưới này cũng là cái lưới rin nguyên bản về của nó là như vậy. Nên tất cả các bác các anh thấy thật sự là về trong tình trạng rất là đẹp. Đó, và cái lưới thì mọi người thấy là nó sẽ không hề bị lủng, không hề bị sờn gì luôn. Rất là đẹp, và nó sẽ có cái tem ở trên này. Đó, cái tem, cái logo của JBL mọi người có thể xoay được luôn mọi người ha. Đó, khung thì khung cổ để Hạo để qua một bên. Với mức giá Hạo gửi tới cho tất cả các bác các anh chỉ có 9.800.000 đồng thôi. Và trong cái lô hàng của Ngọc Hạo về có một đôi duy nhất này. Bác và anh nào mà mọi người đang săn tìm cái dòng mà chuyên nghiệp này và cái dòng kiểm âm nổi tiếng này thì mọi người nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hạo. Thực sự là cái giá này cũng rất là tốt luôn mọi người. Đó, mọi người thấy chưa? Về trong tình trạng cực kỳ đẹp luôn. Lưới này kia thực sự là rất là đẹp luôn mọi người. Đây, khung này kia thì không có bị gãy gì hết mọi người ha. Và mọi người thấy một cái cấu hình nó rất là khủng luôn. Và về cái màng bát này kia thật sự là cực kỳ đẹp luôn á mọi người. Đây, mọi người mà nhìn ở ngoài trực tiếp ở ngoài nữa là mọi người mê lắm luôn á mọi người. Đây, mặc dù là Hạo vệ sinh nhưng mà cũng chưa có hết bụi á mọi người. Mà mọi người đã thấy cũng đã rất là đẹp rồi.
trước khi mà Ngọc Hảo gửi đi cho tất cả các bác các anh thì Hảo sẽ vệ sinh lau lại thêm một lần nữa để cho nó sạch sẽ hơn mọi người ha. Đó mọi người thấy nè, đó cái model của nó là 4301, nó thuộc cái series professional rất là nổi tiếng của Hà, xếp chung với những cái dòng 4343 và 4344, và nó sẽ được làm tại Mỹ đó mọi người nha. Đó đã được sản xuất hoàn toàn tại bang California của USA này. Đó, rồi cái lỗ thông hơi của nó thì nó sẽ làm phía trước này, nên tất cả các bác các anh mọi người để sát tường được. Và cái dòng này thì Hảo thấy là người ta xếp vào cái dòng bút xeo, tuy nhiên là ở ngoài mọi người thấy là nó rất là bự luôn mọi người. Đó, bút xeo cỡ lớn á, rất là bự luôn. Cái chiều cao của nó là 48.3, cái chiều ngang là 29 và cái chiều sâu là 30.6 nha mọi người. Và nó được làm cái thùng của nó là thùng gỗ lạng nha mọi người. Gỗ này là gỗ thiệt hoàn toàn luôn. Đó, và cái này là nguyên bản hết như vậy á, nên tất cả các bác anh nó sẽ có những cái vết nhỏ nhỏ xíu ở trên đây, thật sự là mọi người cũng không thấy luôn để họ quay kỹ. Đó, nó nhẹ lắm, nói chung là ở ngoài mà tất cả các bác anh nhìn kỹ lắm thế mới thấy mọi người, chứ còn mọi người cũng không thấy. Và cái thùng của nó là nguyên bản của nó, cái màu gỗ của nó là từ xưa tới giờ như vậy luôn. Tất cả các bác anh thấy những cái vân gỗ của nó cực kỳ đẹp luôn mọi người này. Đó, mọi người thấy bên này này, nói chung là hai thùng thì thùng nào góc cạnh thì cũng đều đẹp hết mọi người. Đó, rất là sang luôn. Và cái màu gỗ của nó thì cái màu gỗ Hảo thấy nó cái màu cổ cổ, nó hoài niệm sao mọi người. Đó, chứ không phải là cái màu mà sáng tươi như những là cái đời khác mọi người nha. Đó, đây, đây cái ghi vân gỗ của nó rất là đẹp luôn. Đây, rồi phía trước mọi người thấy là cái cấu hình của nó rất là khủng, cái cấu hình cái trap này này. Đó, cái trap này là đường kính 3.6 và cái model là LE25-2. Và cái dòng trap này là cái dòng trap giấy mà được JBL khẳng định từ rất là lâu qua các đời, đó là JBL L100 Century nha mọi người. Đó là cái dòng mà trap của L100 Century được ứng dụng ở trên cái model này luôn mọi người nha. Đó mọi người thấy này, thì chúng ta biết là cái đời mà cái đời trap của JBL L100 Century thì nó đã quá là thành công rồi, tiếng cao sắc bén dày và rất là đỏ tiếng, thì ngày hôm nay hãng cũng được ứng dụng trên cái model này luôn. Đó, rồi về trap này kia thì rất là đẹp luôn mọi người. Tiếp đến là mọi người thấy này, phía dưới đó là một cái bát với đường kính là 20 và cái cổ của nó là 116, và cái bát này thì mọi người biết là nó sẽ được thiết kế là lõm ngược vào trong. Đó, nó sẽ được thiết kế là lõm ngược vào trong, nó rất là đặc biệt. Nó giống với những cái dòng mà 4343 và 4344 với cái chất âm nó cực kỳ trung thực. Trung thực mà khiến người nghe mê mẩn luôn á mọi người. Đó mọi người thấy này, cái khung nhôm ở bên ngoài, nó sẽ có một cái khung nhôm ở bên ngoài để nó hạn chế thất thoát cái từ trường ở bên trong á. Và đặc biệt ở trên cái đời 4301 này là được làm bằng cái nam châm Anicon rất là nổi tiếng của thương hiệu JBL, nên ở trên thị trường á, thì người ta đánh giá là cái 4301 á, thì nó được làm do nó được làm bằng cái nam châm Anicon á, nên tất cả các bác các anh người ta đánh giá là chất âm nó sẽ nhịn hơn so với 4301B. Tuy nhiên thì Hảo nghe Hảo thấy là cũng nó cũng giống nhau mọi người, cho nên nó cũng không khác biệt gì hết á. Nhưng mà tất cả các bác anh thì người ta đánh giá cái 500 Anicon người ta đánh giá cao hơn nha mọi người. Đó, thì trên này thì mọi người thấy cái màng bát này kia thì đều cũng đẹp, cái gân của nó người ta làm thiết kế cũng rất là đặc biệt đó mọi người. Đó, nói chung là hai màng bát thì đều đẹp hết mọi người ha. Để quay gần cho tất cả các bác anh thấy đây. Đó, ở ngoài mà mọi người thấy cái màng bát là mọi người mê luôn, mọi người thật sự là về trong tình trạng nó rất là đẹp luôn. Và mọi người thấy này, đó cái độ đàn hồi của nó còn rất là tốt luôn mọi người. Đó, rồi với mức giá chỉ có 9.800.000 đồng, bác và anh nào lấy thì mọi người nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo nha. Đối với cái model này thì mọi người có thể nghe những cái bản nhạc mà acoustic này, nhạc trữ tình, nhạc nhân, hay là những cái bản nhạc mà vàng bolero đều cũng rất là hay. Nói chung là có thể nghe được đa thể loại nhạc. Và nó sở hữu cái công suất là 20W, trợ kháng của nó là 8 ohm và độ nhạy là 88 dB, cũng rất là dễ ghép âm ly mọi người. Mọi người về có thể đánh với những cái dòng đề 5 mà ngàn rưỡi này, ngàn rưỡi R2 la mã, hoặc là những cái đời 2000, 2025 mã, 2003 la mã, hoặc là những cái đời mà 2000 AESE thì đều rất là tốt. Hoặc những cái dòng châu Âu rồi theo Mexico, nói chung là Cambridge thì kia đó, mọi người có thể đánh rất là đa dạng âm ly ở trên cái model này ghép. Nói chung là không kể âm ly mọi người ha.
với mức giá chỉ có 9.800.000 đồng. Bác và anh nào lấy thì mọi người nhanh tay liên hệ cho Ngọc Hạo. Và trong cái lô hàng của Ngọc Hạo lâu lắm rồi Hạo mới gặp lại được một đôi như vậy nha mọi người. Nên bác và anh nào đang săn tìm cái model này đợt trước mọi người họ Ngọc Hạo, thì đợt này mọi người liên hệ lại cho Ngọc Hạo để lấy. Và bây giờ thì Ngọc Hảo xin mời mọi người thưởng thức một ca khúc qua cái đường này. Thì bác và anh nào mà có nhu cầu về nhạc lóc lét chất lượng cao thì mọi người liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo nha. Nhạc lóc lét chất lượng cao thì Ngọc Hảo cũng bán thường xuyên. Có những cái video thì Hảo quên, Hảo không giới thiệu, nhưng mà các bác các anh vẫn mua thường xuyên hả mọi người. Thì Hảo sẽ có cái dung lượng là 64GB 600GB 128GB 800, còn ổ cứng là 500GB là 1.500.000 và 1T là 2.000.000 nha mọi người. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác các anh ở những video tiếp theo. Và tất cả các bác anh mọi người nhớ đăng ký kênh cho Ngọc Hảo nha mọi người, để khi mà Ngọc Hảo về hàng này kia, hàng Ngọc Hảo đưa lên thì tất cả các bác anh sẽ biết ngay. Yên bình giấc mơ.
Mây trời.